Rồi, hello cho mọi người. Mọi người ơi, có ai đi qua mới ghé vô ủng hộ kênh Chính Nghĩa với nha. Đoàn Nhật Huyền Tấn à. Đây, con tên tàu sân bay nha mọi người. Thì mình đọc, đây là cái bài viết của Nắng Trường Sa, của cái kênh Nắng Trường Sa nha mọi người. Thì riêng cái con này đấy, riêng cái con này mà con Huyền Tăng, Đoàn Nhật Huyền Tăng, nó không biết là làm gì ở trên cái tàu sân bay của Mỹ, mà nó tự hào. Đấy, thì nó tự hào thì là quyền của nó, nhưng mà có rất nhiều là báo, có rất nhiều là kênh ở đấy là cù xích xích nhiều lắm, mà nhưng mà mình không đưa về. Rồi là Nắng Trường Sa này, đây là bài của Nắng Trường Sa này, là viết, là gọi như là phản biện lại cái báo Tuổi Trẻ. Báo Tuổi Trẻ nói rằng là tôi tự hào là người Việt trên tàu sân bay Mỹ. Đây, thì ở đấy là Nắng Trường Sa, cái bài này là của Nắng Trường Sa nha mọi người. Đây, thì bà này viết, đấy là tự hào hay là sự tự nhục vậy báo Tuổi Trẻ Oliner. Đấy, bạn ấy viết bài khá là hay luôn. Cần phải khẳng định luôn rằng đấy là một hành động thấy người sáng bắt quang làm họ trong ngoặc nha mọi người. Và là một kiểu rất tít, cấu víu rẻ tiền và cực kỳ ngơ rê chậm rê ú rê xú rê gạch chéo rê ẩn ẩn. Đấy, thường thấy của báo chí hiện nay. Họ ảo tưởng rằng đó là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh, nhưng thực ra đó lại là một sự tự nhục. Đúng luôn, rất là chuẩn luôn, Nắng Trường Sa. Tại sao tôi nói như thế? Đó là bởi tất cả các thủy thủ làm việc, phục vụ trên các tàu sân bay Mỹ đều là người Mỹ. Trong đó có một số người là người Mỹ gốc Việt. Nếu là người Việt, tức là đang là công dân có quốc tịch Việt Nam, thì họ không có cửa để làm việc phục vụ trên các tàu sân bay Mỹ. Còn nếu nói rằng những người gốc Việt này từ rất tự hào khi được làm việc phục vụ trên tàu sân bay Mỹ, phục vụ cho quân đội Mỹ, thì chắc chắn rằng họ sẽ không là gì, không thể tự hào bằng 1.351.000 quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tính đến năm 1975 đã phục vụ cho Mỹ và quân đội Mỹ. Những người có quốc tịch Việt Nam xin so con bò. Những người có quốc tịch Việt Nam xin so con bò, chứ không phải chỉ là người Mỹ gốc Việt. Vậy nếu lấy giá trị phục vụ cho Hoa Kỳ làm hệ quý chiếu, thì ai đáng tự hào hơn ai? Hả, báo Tuổi Trẻ Oliner. Có ngu thì cũng ngu vừa ngơ ú nha mọi người, thì cũng vừa thôi, chứ đừng tránh hết phần của trơ âu bố bê o Huyền. Bao nhiêu lần thấy người sáng bắt quang làm họ bị độc giả chửi cho sấp mặt rồi mà vẫn không rút kinh nghiệm, cứ thấy bố mì là đồi ngay lên đầu, bất biết suy nghĩ tư duy đúng sai. Đấy, mình thì mình rất là ủng hộ cái bài viết của cái bạn là Nắng Trường Sa. Thật. Rồi ở đấy tôi tự hào là người Việt trên tàu sân bay Mỹ, thì đó là chia sẻ của thủy thủ Các Lốt Nguyễn, một trong những người trẻ gốc Việt có mặt trên tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở thăm Đà Nẵng. Rồi cách đây mấy năm cũng có, cách đây khoảng 6-7 năm cũng có một thằng nha mọi người. Đây, chuyến thăm lần này như một cơ hội để họ trở về cội nguồn. Hai thủy thủ ở độ tuổi đôi mươi là Đoàn Nhật Huyền Tân và Các Lọt Nguyễn đã có cuộc trò chuyện ngắn cùng Tuổi Trẻ. Mới 28 tuổi nhưng đã có 8 năm phục vụ trong Hải quân Mỹ. Đây là lần thứ 3 Các Lốt Nguyễn đến Việt Nam. Lần đầu tiên khi tôi còn rất nhỏ, lần thứ 2 là tàu sân bay USS Theodore Roosevelt thăm Việt Nam tháng 3 2020.
tháng 3 năm 2020. Đây là tàu sân bay thứ hai tôi phục vụ, và cả hai tàu này đều đã tới Việt Nam, anh cho biết. Còn đoàn Nhật Huyền Trân, 23 tuổi, đã làm việc cho Hải quân Mỹ được 2 năm, quê Trân ở Nha Trang. Từ nhỏ đã thích làm việc trên tàu biển, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ được làm việc trên tàu sân bay. Chia sẻ thêm việc về công việc trên tàu sân bay, Huyền Trân cho biết mình đang làm vai trò của một kỹ thuật viên, hỗ trợ thiết bị hàng không. Đoàn con đó, nhìn cái mặt ní thì mình chỉ mà gọi là kỹ thuật viên đấy. Đoàn Nhật Huyền Trân, Việt Kiều, 23 tuổi, hiện là thủy thủ của tàu sân bay. Trân nói đã phục vụ trên tàu được 1 năm. Trước đó cô sinh sống và học tập tại bang Maryland, bang Duyên Hải, phía bờ đông của Hoa Kỳ. Thì phía bờ đông hay phía bờ bắc hay phía bờ tây, bờ tây nào á, thì cũng mặc xác nhà mày nha, mặc xác cả cái dòng họ nhà mày. Tao nói cho mà biết nè, tao rất ít khi chửi thề đấy, rất ít khi chửi thề, nhưng mà với bá que đấy là nghỉ tu nha mọi người, với bá que đấy là nghỉ tu để chửi. Dù chỉ cứ nhìn vô thực tế đi rồi nói, chứ Mỹ là Mỹ cái quái gì? Tại sao không thấy chúng mày đưa hôm lẹt ra mắt khoe? Hả? Tại sao không chúng mày không đưa hôm lẹt người vô gia cư ra mắt khoe? Đó nè, mà ở đấy á, nói rằng là mày là kỹ thuật viên. Thì tao nói á, mày á, mày lắm á, cũng là đi dọn dẹp, dọn rác trên cái tàu sân bay này. Đấy, hoặc á, mày dọn rác hay là mày kỹ thuật viên hay là mày tàu trưởng của cái tàu sân bay này, thì á, cộng đồng Việt Nam tao, dân tộc Việt Nam tao không hề cảm thấy tự hào một chút nào nha con. Con cứ an phần con, nghe chưa, con cứ an phần con. Người Việt họ đi khắp nơi, họ thành công ở khắp nơi đó, mà con to hơn con rất là nhiều nha, con to hơn con rất là nhiều. Như ông như cái ông Philip đấy, là trẻ mồ côi từ nước Việt Nam mà được một vợ chồng người Đức nhận về nuôi là từ khi là ông đó 3 tuổi, mà lớn lên là học rất thông minh, mà trừ đấy là có một thời gian là làm rất to và đã từng làm phó thủ tướng của một nước Đức nha, của một nước Đức rất là hùng mạnh và rất là nhân quyền, rất là đứng đắn, chứ không phải là như cái loại bà dơ mày lên đến tàu hột rác mà cũng là khoe, cũng là khê bà mẹ mày, chứ vô duyên thật đấy. Ở cái xứ tư bản là nó thế đấy mọi người ạ. Đi giả sử như đi dọn rác trong một cái siêu thị cũng là phải là com lê cà vạt đấy, cũng phải là com lê cà vạt, là ăn mang chỉnh tê như là một người công sở, như là một giám đốc Việt Nam á, rửa nè. Cho nên cái dạng con này thì có cất chứ mà khoe mà kê đó nè. Mà dư ông Philip là ông lấy vợ người Đức luôn, và cách đây khoảng đâu 3-4 năm là ông đã đưa cả vợ con về Việt Nam để sinh sống, và ước nguyện rằng phần đời còn lại là ông sẽ đi tìm mẹ đấy, và phục vụ cho quê hương, chứ không phải là cái loài bà dớ như mắt chó chúng mày nhá. Đừng có khè dây lắm mà nói như cái nắng trăng xá là chúng mày đang tự nhục. Đấy, 48 năm đu càng trực kia, 20 năm là chúng mày là cầm súng của giặc bắn lại đồng bào. Cái lịch sử của chúng mày có gì là vinh quang đâu, nhục hơn con chó. Đấy, cho nên là đừng cái mình cái này bình tươi lắm. Tao nhìn chỉ muốn đánh rắm, tao nói thật đấy.
đi hút rác trên tàu sân bay, cái sự tư bản đấy, đi hút rác trên tàu sân bay là cũng phải ăn mang như cái con này, cũng phải đội mũ như cái con này nha mọi người. Kể cả mà đi nhặt rác trong siêu thị đấy, cũng mặc đúng com lê cà vạt luôn đấy. Chỉ có ngoài đường mới là mặc đồ lao công thôi, của công nhân vệ sinh. Đấy, chứ con cái dạng mày thì có quái gì mà khoe, mà khe. Tàu sân bay chứ hay là tàu trên vũ trụ nữa thì cũng là con rệp, cũng chả là cái quái chí với cộng đồng tao hết á. Cơm đứa nào ăn, cơm đứa nào thì đứa đó ăn, và nghiệp nghề nghiệp của đứa nào thì đứa đó hưởng nha. Mà cái nghề nghiệp của mày đấy, nếu như cũng là một người mà gọi là làm trên tàu sân bay ở Việt Nam, thì tao xin chọn cái người làm trên tàu sân bay Việt Nam. Nghe chưa con đọt? Đấy, tao xin chọn nha. Tao xin chọn là cái người làm trên sân bay của Việt Nam, quê hương tao. Đó, bởi vì á, cái rủi ro rất là ít. Ta chứ nói rằng là hỏng tàu hay nổ tàu thay lò thay trái cái gì cả, không nói bằng cái cách ra trần nha mọi người. Không nói cái kiểu là chiến tranh, mà nói cái cuộc sống bình thường thôi. Đấy, cái rủi ro của con này là hắn có thể là, nếu như là rủi ro nha, thì trở thành người vô gia cư trong một nốt nhạc. Trở thành người vô gia cư, ăn chờ ăn bùi ngủ gâm câu trong một nốt nhạc. Là những ông bác sĩ kỹ sư đấy. Chứ cái dạng như mày thì tao không nói nữa rồi. Cái dạng như mày thì có lẽ là chỉ là nửa phút, chỉ là mấy giấy chứ không cần là một nốt nhạc. Cho nên đừng có khe. Cái cuộc sống ở Mỹ rất là tồi tệ. Đấy, chúng mày cứ tưởng là Mỹ là ngon, là Mỹ là to rồi, Mỹ là giàu rồi khe. Hàng dài dặn, hàng dài dặn dặc là hàng chục km hai bên đường. Vô giá cứ mà đạp xe đạp, mà được học là đi ô tô mà cả ngày không hết. Chúng mày không đưa ra mà khe. Đấy, mình nói với mọi người này, tài rắn mà con này là trở thành người vô giá cứ trong một nốt nhạc nha. Thì kể cả kỹ sư bác học bất kỳ ai cũng thế. Chứ đừng nói là con này. Phải thật là giàu. Phải thật là giàu. Đấy. Chứ đừng có nói là cờ con này, con hột rác này thì là cái quái gì. Mình sẽ cho mọi người mục thị, mục kích sở thị luôn. Thấy chưa mọi người? Lêu chồng này. Mọi người chứ ai biết thì xem cho biết nha. Đấy, nhiều lắm, tí tỉ luôn. Đâu chứ mọi người? Đấy, mình giải thích trở lại khi này. Là ý mình nói rằng cái xác suất mà trở thành người vô gia cư trong nửa nốt nhạc mà như con này ấy, như con này là chỉ có mấy giấy thôi, vẫn cần nửa nốt nhạc đấy. Mà mình lấy cái tâm của một cái người mà gọi là bác sĩ là lương cao nha. Đấy, thì rõ ràng là cái người này phải có một cái sự tích cóp, không bao giờ là được sống hoang phí. Và cái ở cái sự, ở cái sự tư bản á, là lương á, cuối tháng nhận lương là phải là đóng cho cái quỹ an sinh xã hội đó, là họ trừ 40, từ 30, 32 đến 40% là cái phần thuế thu nhập. Trong cái phần trăm lương đó là họ trừ đi 40%. Đấy, còn lại bao nhiêu anh phải trả tiền nhà, tiền ăn, tiền uống, tiền chơi nhời sinh hoạt, phải rất là dè sèn. Đấy, thì đến khi phải rất là nhiều tiền. Đấy,
Để mình còn tìm cho một người, mọi người xem một cái hình ảnh nữa. Chứ nếu không á, nếu như một ngày nào đó mà cái con đoàn Nhật Thuyền Tấn này á, mà nó mà bị tai nạn, chẳng hạn là tống ô tô, chẳng hạn là rồi bị gãy chân gãy tay gì đó nha, thì á, cái quỷ tên lương của hắn, cái gọi là cái phân tích cọp của hắn á, có nhiều á thì cũng được khoảng 10-15 nghìn đô la, gọi là cái cờ như hắn là gọi là giàu lắm rồi đó. Cờ như hắn là gọi là giàu lắm mà tiết kiệm lắm đó, thì á, trả tiền viện phí rất là đắt, tiền thuốc thang rất là đắt, tiền cái gì cũng rất là đắt nha mọi người. Rồi á, có còn tiền để mà trả tiền nhà thì có nghĩa là con được ở trong nhà nha. Con mà hết tiền, không đủ tiền để mà trả tiền nhà, nó trong một nốt nhạc, chả phải lấu, chả phải chơi bằng nắm mọi người ạ. Nếu như bác sĩ đấy, chả phải chơi bằng nắm. Đấy là mình đang tính tâm bác sĩ đấy, chứ mình không tính cái tâm người dân đen, công nhân các thứ nha mọi người. Đó, thì cái tâm dân, tâm bác sĩ đó thì có trù á, thì cũng chỉ trù được là khoảng là 5-7 tháng là cùng, là trả tiền nhà đấy, đủ tiền để mà trả tiền nhà đấy. Và nếu anh còn tiền để trả tiền nhà thì dĩ nhiên là người đó được ở trong nhà. Còn nếu không đủ tiền để trả tiền nhà là hàng nhà mời ra, không cần phải nói nhiều. Đấy, là người hàng chủ hàng nhà nó mời ra khỏi nhà trong một nốt nhạc chứ không cần nói nhiều. Cho nên đừng có tưởng rằng nước Mỹ là bảo bờ, nước Mỹ là ngon lành, nước Mỹ là thiên đường nha. Đây, cho mọi gặp đấy thì cho mọi người xem số phần của Mỹ Mau này. Đây, số phần của Mỹ Mau đi gặp đâu là nó đã tặng đó, là Mỹ tặng nó tặng đó, nó tặng vô điều kiện. Đây, đấy, đây, nhiều lắm, nhưng mà mình chỉ đưa về mấy vai bất cãi làm ví dụ thôi. Nó thích là nó tặng, Mỹ Mau mà cứ đi một, đi lẻ lẻ ngoài là nó tặng vô tội và nó tặng khi nào mà chạm cái tay nó thì thôi nha mọi người. Đấy, rửa mà, thời 4G này rồi mà con lấy là nước Mỹ làm kiếm chỉ nam thì tao cũng bỏ tay đó. Đấy, cho nên á, con Huyền Tấn ơi, đoàn Nhật Huyền Tấn à, mày có giàu đi bao nhiêu nữa nha, mà mãi một á, mày có lên tàu trưởng của cái tàu sân bay đó á, thì cũng là mặc xác cái dòng họ nhà mày, nghe chứ con. Đối với Việt Nam tao đừng có khề nha, không phải khề nha. Tổ tông cha mã nhà mày nhục như thế này đó thì khề cái gì đấy. 30 gọi là quốc hận, gọi là không quên đấy, nhục như thế này thì khề cái gì hả? Ôi cha ơi, nhặt rác trên tàu sân bay thôi mà cũng làm như đúng rồi, cũng khề như đúng rồi. Nhiều cái là cái đoàn mà đây, tổ tiên của mày đây, đoàn Ngọc, đoàn Nhật Huyền Tấn. Đấy, Huyền Tấn ơi, vô đây xem nha. Đấy, nhớ lại cái này đi. Đấy, thì nên khiêm tốn lại một chút nhé con. Người ta nói khiêm tốn bao nhiêu cũng không thừa, nhưng mà từ kiêu một chút thì cảm thấy thừa. Đấy, nhục cái tổ tống nhà mày ấy. Nếu như con người mày mà có ăn có học đường hoàng á, mà đủ khôn để hiểu á, thì mày phải thấy vì là khe, đưa cái hình đó để khe thiên hạ, thì mày nên nhục cho tổ tống mày, cho thân phận mày nha. Tao nói ở đây
không hề có cái ý tiêu cực rằng là để rồi bị con lươn con chạch nào đó mà vũ và cho tao rằng là nghị định 36 đó đấy, hòa hợp dân tộc đó đấy, đừng có đứa nào mà vũ và cho tao rằng là đang nói theo cái chiều hướng tiêu cực nha, mà nên khiêm tốn. Bởi vì á, cái ngành nghề của mày chả có chí cả đấy, chả có quái chí là cáo sáng hết. Mong mọi người chia sẻ cho mình với, để cho những cái bọn đó nó bớt khe đi. Có chi mà phải khe, mà phải khoe, mà thay vì là chúng mày nên cảm thấy đó là nỗi nhục. Nghe chưa? Mà còn cứ nếu mà khoe đấy thì mặc xác chúng mày, chứ còn đừng có lông hái cái tiếng là Việt Nam vô đó. Chúng tao không tự hào đâu. Cảm thấy đó là bình thường, mà quá là nhục chứ không có chí là tự hào hết nhá. Cho nên Huyền Đoàn Nhật Huyền Tấn ơi, tao nói nếu như mà mày có một chút tự trọng, có một chút trí khôn và lòng liếm sỉ và tính liếm sỉ á, thì mày đừng có, chẳng những là mày mà nói với bạn bè của mày, đồng bọn của chúng mày, đừng có bao giờ đưa những cái hình ảnh đó ra mà khe nhá. Mà nên thay vì đó là nỗi nhục, nên sống trong im lặng thì đúng hơn nhá. Khe không được cái gì mà chỉ được ăn trao chừ, trao chửi, trao lũi mà thôi. Nghe chứ con. Đấy, quăng lựu đạn râm râm. Mình muốn luôn tiền đấy. Luôn tiền đấy á, mình muốn gửi đôi lời với cái kênh của Mạc Văn Trăng. Đấy, cái hình ảnh thì, ảnh đại diện thì khá là già rồi. Đấy, thì hắn mới nói rằng là ấn tượng, cảm ơn Đoàn Nhật Huyền Trân đem nụ cười tươi sáng về với quê hương và tấm thế người bảo vệ nước Việt yêu dấu. Chả có chi mà phải cảm ơn cả. Không có chi mà cảm ơn với hai cái đứa này, với cái con này hết á. Mà cũng đừng làm quá đi, Mạc Văn Trăng ạ. Tôi biết nếu như mà cái hình đại diện của ông mà ra như thế này rồi, thì có nghĩa ông đã chứng kiến cái cuộc chiến tranh của là Mỹ, giữa Mỹ và Việt Nam. Đó. Và hơn nữa là cái bọn, cái mồm của bọn Bá Que với Việt Nam hiện tại. Đó, thì ông có cần thiết phải làm quả như thế không? Mà cứ nên để cho nó tự nhiên. Đấy. Mà cứ nên để cho nó tự nhiên như là bình thường. Chứ cần chí phải làm lộ như thế. Nếu như hắn có thình tình là muốn cái gì đó, là muốn đóng góp cho quê hương, hoặc là muốn làm cái gì đó tử tế với quê hương để chuộc lại cái lỗi lầm của ông cha tổ tông nhà nó, thì không ai cấm và cộng đồng nên đón chào. Ông nói như thế cũng đúng. Nếu như hắn có tiền đem về mà đầu tư xây dựng cái gì đó ở quê hương để mà nhằm chuộc lại cái lỗi lầm nào là chó chá ông của hắn đấy, thì ông nói rửa cùng chó cám đấy. Chứ còn đấy á, hắn có làm cái gì đâu, chả có cái tích sự chứ cả, là trên cái tàu này nó đến thăm Việt Nam đấy. Còn bên trong người hắn, ông còn chưa biết cái gì, thì cũng tiền tiền tèm tèm cái miệng một chút, khỏi rồi là mãi một nó hối không kịp. Rằng mà những cái ngày mà gọi là phó tổng thống đấy, phó thủ tướng là chí lịp về Philip Roger, là người con Việt Nam đấy, trở về quê hương, người ta bỏ cái cuộc sống hào hoa ở bên này. Đấy, cái chức mà phó thủ tướng rồi thì có phải nhỏ mà nữa. Đấy.
mà người ta dành cả đứa cả vợ cả con để về phục vụ cho quê hương, mà không thấy cái thằng Mạc Văn Trang này nó trôi lên để mà nó cá người cái ông Philip Roger vài ba câu. Ông đó đích thị là người Việt Nam đó nè, mà không hề thấy nha, không hề thấy cái thằng Mạc Văn Trang này nó trôi lên, mọi người này, nó trôi lên nó viết mấy cái lời là để cá người quê hương, là cá người cái đức tính là thương quê hương đất nước của cái ông Philip đó, là cái người lớn và là người có chức có quyền, người có học có trí thức, chứ không phải là cái dạng bà dớ như cái con chó này đấy. Mà rửa thì cái khí đó, cái khí đó mày ở đâu hả Mạc Văn Trang? Ông Philip Roger đó cũng về lâu nhất là khoảng 6 năm trở lại đây. Đấy, mà cái hình đại diện của mày là già như thế này rồi thì mày có nghĩa là mày đã sống trước đó 6 năm cho đến bây chứ. Để mày cá người cái con này mà cái thủ tướng là Philip Roger, phó thủ tướng đấy, họ cắm lòng họ về Việt Nam để là gọi là nối rồng mở rồng cái mới giáo hảo của Việt Nam với nước Đức, và cũng như là đóng góp cái sức lực cái trí tuệ của ông cho đất nước quê hương, thì ông nên chào đón bằng nhiều câu hay hơn là cái con sai lản này mới đúng nha Mạc Văn Trang. Đấy, chứ mày đừng có làm lố quá, nó quế lắm, xấu hổ thật á, tao xấu hổ cực kỳ luôn. Một cái con là dọn rác trên tàu thôi chứ có cái quái gì đâu. Đi cá người như đúng rồi, quê hương luôn chào đón những người mà có tâm, kể cả có tâm thì càng tốt, là yêu thương quê hương đất nước thật sự đấy. Đấy, chứ còn với những cái loài như này, chưa biết ngày mai nó sẽ là gì, bên trong nó sẽ là gì, là bùng bô giáo găm hay là bùng bom, chưa biết. Cho nên tèm tèm cái mồm lại đi nha Mạc Văn Trang. Tôi tự hào là người Việt trên tàu sân bay Mỹ. Cha mày, mẹ mày, mặt mày mà làm ra cái tàu này thì tao cũng chả coi mày là cái quái gì. Đấy, tao có chỉ trong mắt tao mày chỉ là con sài lạn, chứ có cái gì hơn mà tự hào. Thật ra tôi mọi người ơi, mình muốn kết thúc clip tại đây rồi. Mình cảm ơn mọi người đã vô xem ủng hộ kênh nhá. Đấy, đến gì ạ? Mình cảm ơn mọi người đã vô xem ủng hộ kênh, và nếu mà cảm thấy có lý có tình á thì mong mọi người là chia sẻ, like rồi cho mình một like, rồi comment cho mình một like, rồi chia sẻ, rồi là ấn nút theo dõi nha mọi người, ủng hộ mình nha mọi người. Rồi chúc mọi người buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nha.